Chào, đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi trưa. Lúc này tôi muốn làm một chương trình trao đổi với các bạn muốn học chữ Hán nôm. Ngày nay có rất nhiều bạn muốn học chữ Hán nôm, nhưng để học chữ Hán nôm có hiệu quả thì trước nhất chúng ta phải nắm được cái vấn đề chữ Hán là gì, chữ nôm là gì, Hán nôm là gì. Khi chúng ta hiểu rõ vấn đề thì việc học của chúng ta mới có kết quả. Ở đây tôi tóm tắt sơ lược về sự xuất hiện của chữ Hán nôm. Trước hết thì chúng ta hãy nói chữ Hán. Chữ Hán nó gọi là Hán tự. Chữ Hán là gì? Chữ Hán là những cái hình vẽ siêu cách điệu. Nó không giống như chữ Latin. Chữ Latin là những ký tự ghi âm. Tôi lấy thí dụ mặt trời thì nó là hình người ta thường vẽ như thế này, nhưng khi người Hán họ cách điệu mặt trời thì họ viết như thế này, hình chữ nhật có gạch ở trong, và họ gọi chữ này là mặt trời. Mà mặt trời á thì là xuất hiện mỗi ngày, do đó chữ này còn là chữ ngày. Thế thì cái hình vẽ siêu cách điệu này nó có đặc điểm là nó diễn cái ý chứ nó không có cái âm. Tại sao? Là tại vì nước Hán, nước Trung Quốc á, nó là một nước rộng lớn, có rất nhiều người, nhiều loại người, giống người, tộc người, thành ra nó nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Đó, ví dụ như chữ này mà gặp người Quan Thoại, người miền Bắc thì họ đọc là chữ rư rư, còn cái người miền Nam chẳng hạn như Quảng Châu, Quảng Đông thì họ đọc là dạch. Thành ra có rất nhiều cách để mà nói về mặt trời, nhưng về hình vẽ thì họ thống nhất là cái hình này. Đó là đặc điểm của chữ Hán, tức là chữ Hán là những chữ siêu ký hiệu, nó là những hình vẽ, và cái âm mà chúng ta gắn cho nó là tùy theo cái phương ngữ. Thí dụ như chữ này, âm Hán Việt của chúng ta đọc là nhật, âm Quan Thoại đọc là rư, âm Quảng Đông đọc là dạch. Thành ra bạn thấy cái đặc điểm của chữ Hán là gì, là hình vẽ, còn cái âm của nó là tùy theo phương ngữ của bạn. Chỉ làm như vậy thì cái lục địa Trung Quốc nó mới có một cái chung của nó là cái dạng chữ. Thí dụ chúng ta thấy hình vẽ như thế này là, thì chúng ta thấy nó là hình vẽ núi non, thì cái người Hán họ siêu cách điệu nó thì họ vẽ bằng cái hình ký hiệu như vậy. Thì chúng ta nhìn na ná nó cũng giống như thế này. Đây, chúng ta nhìn na ná thì nó cũng giống như thế này. Thế là tại sao nó dùng cái hình vẽ này? Là vì hình vẽ này là nói lên cái núi, nói lên cái sơn. Đó, thành ra đó họ vẽ như thế này. Thế thì cái âm đọc của nó là tùy theo phương ngữ. Thí dụ như người Quảng Đông thì đọc là san, còn người Quan Thoại thì đọc là san.
Còn người Việt chúng ta, các bậc tiền bối thì đặt cho nó một cái âm đó, gọi là sơn. Sơn à. Thí dụ một cái nữa đi, thí dụ như là à, cái miệng đó, thì họ cách điệu là như vậy đó. Thì cái hình vẽ này à, có cái âm gì hay không? Không, không có cái âm gì hết đó. Nó là cái hình vẽ nói lên là cái miệng. Vậy thì người Quảng Đông thì đọc là hậu, còn người Quan Thọ thì đọc là khù, còn người Việt mà chúng ta đọc theo âm Hán thì là khẩu. Người qua Quảng Đông là hậu, người Quan Thọ là khù. Đó là đặc điểm của chữ Hán. Chữ Hán vốn là những hình vẽ, cách điệu, dùng hình vẽ diễn nghĩa, nó diễn cái nghĩa. Còn cái âm của nó tùy. Trong khi đó tiếng Latin thì cái này là sơn, tiếng Mỹ sơn. Nhìn vô đây thì ta thấy cái âm ơn sơn. Cái này là gì? Là mountain, là núi. Còn cái này là mau, là miệng. Như vậy thì cái sự khác biệt chúng ta nhìn thấy là chữ Hán là những hình vẽ, còn chữ Latin là những cái âm. Những cái âm ở đó ta phát ra được cái tiếng sun, mountain, mau. Ta không có thấy được cái nghĩa của nó qua cái hình, mà ta nhìn ra được cái âm. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa chữ Hán và chữ Latin. Tóm lại, chữ Hán là những hình vẽ. Trong cuộc sống chúng ta thấy có rất nhiều thứ hình vẽ cũng giống như vậy. Ví dụ như khi ta học về điện tử học, thì khi nói tới cái ống dẫn điện thì người ta vẽ như thế này, một đường dẫn R. Còn khi nói tới cái tụ điện thì người ta vẽ cái này là cái bình chứa điện, người ta vẽ như vậy. Còn đối với cái máy biến áp là dây quấn thì người ta vẽ như vậy. Vậy thì đây là gì? Đây là những hình vẽ. Hình vẽ không có âm. Nếu như là nhìn cái này, người Việt chúng ta gọi là điện trở hay là ống dẫn điện. Còn đối với Quan Thoại thì người ta sẽ nói nó là tiền chủ. Còn nói với Quan Thoại thì người ta, đối với Quảng Đông thì người ta sẽ nói nó là tiền chỗ. Còn đối với người Mỹ thì nó sẽ nói là resistor. Resistor. Bạn thấy một cái ký hiệu ai cũng hiểu nó là cái gì, nhưng mà khi đọc lên cái tiếng, cái âm thì tùy phương ngữ. Ta nói điện trở, nhưng người Quan Thoại nói là tên chủ. Người Quảng Đông thì nói là tiền trỏ. Còn người Mỹ thì nói là resistor. Tương tự cái này à, thì chúng ta nói là điện dung hay là tụ điện đó. Người Quan Thoại thì nói là tên dụng, tên dụng, tiền dùng, người Quảng Đông à, còn người Mỹ thì là capacitor. Capacitor cái này là máy biến áp à, người Quan Thoại thì là pin gia chi, người Quảng Đông là pin nga thi, còn người Việt chúng ta là máy biến áp. Trong khi đó người Mỹ thì gọi nó bằng một chữ dài đê thê, transformer. À, tiếng Mỹ là nó ghép vô nhiều cái âm để tạo ra đa âm tiết. Transformer, capacitor, resistor. Qua cái phần vắn tắt này thì chúng ta hiểu là chữ Hán là những hình vẽ.
và nó là cái chữ chung cho cả một cái đại lục nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Bây giờ chúng ta nói tiếng Nôm. Tiếng Nôm là gì? Tiếng Nôm á thì theo chữ viết á thì người ta thấy viết ở đây là cái này là chữ khẩu, là cái miệng, miệng dùng để nói. Ở đây là chữ Nam, Nam là phương Nam đó. Vậy thì cái tiếng Nôm á là cái tiếng nói của người phương Nam, cũng giống như là tiếng Quảng Đông á, là tiếng nói của người Quảng, tiếng Nôm là tiếng nói của người phương Nam, tức là người Việt, người Việt. Tức là chúng ta có những cái cách nói, những cái cách nói mà chúng ta hiểu người, cái đó là cái tiếng riêng của mình, thành ra chúng ta gọi đó là tiếng Nôm. Tiếng Nôm tức là tiếng Việt, tiếng riêng của người Việt, cũng giống như tiếng Quảng Đông là tiếng riêng của người Quảng Đông, tiếng Hải Nam là tiếng riêng của người Hải Nam đó. Vậy thì chúng ta hãy trở lại lịch sử, trở lại lịch sử. Đây là cái trục thời gian, ta tính cho tới thế kỷ thứ 17. Thế kỷ thứ 17 thì trong suốt cái thời đại này, suốt cái thời đại này thì chúng ta có tiếng nói, dĩ nhiên chúng ta có tư tưởng, có nền học thuật. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là trong cái thời từ thế kỷ 17 trở về trước thì chữ viết của chúng ta là chữ gì? Chữ viết của chúng ta là chữ gì? Chúng ta phải có chữ viết chứ, mới có chữ viết thì chúng ta mới ghi lại các cái sự kiện hay là chúng ta sáng tác. Thì chúng ta hiểu là trong cái thế kỷ 17 trở về trước thì các cái lão tiền bối sử dụng kho từ chữ Hán để làm chữ viết. Vậy thì họ sử dụng như thế nào? Đó, họ sử dụng như thế nào? Thì bây giờ trong kho từ chữ Hán có chữ gì? Đó, thí dụ tôi nói trong kho từ chữ Hán có chữ Thiên, chữ viết như vậy. Thì người Hán, người Hoa đó nhìn ký hiệu này thì họ biết là trời, là trời. Đó. Vậy thì chữ này là trời, chữ Nôm á là trời, cái âm Nôm là trời. Ngày nay thì chúng ta có chữ Latin, thành ra chúng ta viết chữ trời là trời quyền trời. Hồi thế kỷ 17 trở về trước chúng ta không có cái chữ Latin này, thành ra ta nhìn thấy cái này, chữ này là chữ trời. Nhưng mà các cái lão tiền bối á, đó mới đặt cho nó một cái chữ Hán, một cái chữ Hán theo âm Việt, thì các lão tiền bối mới đặt chữ này là chữ Thiên, chữ Thiên, thờ y thi e the anh Thiên. Ngày nay thì chúng ta viết Thiên là như vậy. Thờ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ thì viết chữ Thiên là như vậy. Đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi một chữ Hán thì nó có cái nghĩa. Và các lão tiền bối ngày xưa thì đặt cho nó một cái tiếng cho cái chữ đó. Thí dụ như bây giờ ta lấy thí dụ chữ này nè, đó. Chữ này là mưa, đó. Tất cả những người qua nhìn cái này đều biết là mưa, mặc dù cái tiếng nó khác nhau. Cái tiếng mà cái tiếng quan thoại thì đọc chữ này là gì? Gì. Tiếng người Quảng Đông thì đọc chữ này là gì? Gì. Còn các cụ thì đặt cho nó một cái tiếng
là Vũ. Ngày nay thì chúng ta viết Vũ là như vậy. Nhưng mà thời các cụ không có chữ Vũ này. Các cụ nhìn thấy chữ này thì các cụ đọc là Vũ. Vậy thì tất cả các chữ trong kho từ chữ Hán các cụ đều hiểu nghĩa của nó và đặt cho nó một cái tiếng. Cái tiếng đó chúng ta gọi là tiếng Hán Việt. Vậy thì Hán Việt là gì? Hán Việt là cái tiếng Việt mà các cụ đặt cho cái kho chữ tiếng Hán. Một chữ Hán các cụ cho nó một cái tiếng, cho nó một cái tiếng, thì chúng ta từ đó chúng ta có kho từ Hán Việt. Hán Việt là kho từ chữ Hán và được diệt hóa bằng cái cách các cụ đặt cho mỗi chữ một cái âm đọc. Thế thì ta sẽ có cái vấn đề gì? Ta có vấn đề cái chữ của phương Nam gọi là chữ Nôm. Vậy thì chữ này nè là chữ Vũ. Mà Vũ là gì? Vũ là mưa. Đó, Vũ là mưa. Vậy thì chữ mưa có không? Không có. Hồi thời thế kỷ 17 trở về trước chữ mưa không có. Thiên là gì? Thiên là trời. Vậy thì chữ trời viết làm sao? Có âm là trời nhưng mà chữ trời viết làm sao? Thì chúng ta cũng không có. Không có. Thì từ thế kỷ 10 mà từ thế kỷ mà 17 trở lui cái khoảng thế kỷ thứ 10 á thì nước Việt chúng ta giành được độc lập. Và thời thời mà nhà Nguyễn khai phá phương Nam thì cái thời kỳ đó các cái bậc nho sĩ của chúng ta mới vận dụng cái cách cấu tạo của chữ Hán làm ra một cái chữ riêng cho mình đó, chữ đó gọi là chữ Nôm. Tức là bây giờ Nôm là tiếng của người phương Nam. Hồi trước không có chữ. Bây giờ các cụ dùng chữ Hán, dùng vật liệu chữ Hán để tạo ra một cái dạng chữ mà ứng với cái âm, cái tiếng của người phương Nam. Thì lúc đó chúng ta thấy xuất hiện chữ Nôm. Tôi lấy thí dụ chữ Thiên là hồi xưa hãy nói tới trời là thiên đó. Rồi nhưng mà thiên là trời, thiên thì có chữ rồi, nhưng mà trời viết làm sao? Đó, thành ra các cụ mới chế ra một cái hình vẽ dựa vào cấu trúc của chữ Hán, chế ra hình vẽ và các cụ gọi đó là chữ Nôm. Chữ Nôm là cái dạng chữ hình vẽ nhưng mà chế tác do người phương Nam. Người Trung Quốc trong kho từ của tiếng Hoa không có cái dạng chữ đó, do đó người Trung Quốc nhìn vô không hiểu, phải học mới hiểu. Tôi lấy ví dụ chữ Thiên thì là trời. Vậy trời viết làm sao? Trời các cụ viết là ở trên là chữ Thiên đó, lấy phần chỉ nghĩa. Ở dưới là chữ Thượng, Thượng là trên. Thì lấy chữ Thiên đặt trên chữ Thượng thì các cụ gọi đây là chữ Trời. Vậy Thiên là trời. Chữ này thì đọc là Thiên, chữ này là đọc là trời. Như vậy chúng ta đã bắt đầu có được chữ viết cho tiếng phương Nam. Và các cụ gọi đó là Hán Nôm, dùng chữ Hán chế tác ra chữ Nôm. Ví dụ chữ này là chữ mưa. Mưa. Như vậy thì chữ Nôm á viết làm sao? Chữ này là chữ Vũ thì là Hán Việt là có chữ rồi. Hãy nhìn cái này là chữ Vũ. Nhưng mà chữ mưa là tiếng Nôm thì viết làm sao? Và trước không có, không có chữ mưa. Thật ra ta có tiếng mà không có chữ. Sau đó các cụ chế ra dùng các cái chữ Hán
dùng cái cách chế tạo chữ Hán chế ra. Thì các cụ viết chữ mưa viết như thế này là gạch dày, tức là chữ vũ là chỉ nghĩa, ở dưới dùng chữ mi chỉ âm. Vậy thì ta thấy ở đây là vũ là Hán Việt, chữ này chỉ mưa, nghĩa là mưa nước trên trời đổ xuống. Còn chữ này thì phần trên là vũ là chỉ nghĩa, phần dưới là chữ mi là dùng để chỉ âm đọc, nhắc người ta đọc chữ này là chữ mưa. Mưa như vậy thì từ thế kỷ thứ 10 trở lên tới thế kỷ thứ 17 thì chúng ta bắt đầu cái tiếng nói của người phương Nam, tiếng Nôm bắt đầu có chữ, và như vậy ta có kho chữ Nôm. Khi có kho chữ Nôm thì các cụ bắt đầu viết những tác phẩm, viết những cái bài văn mà bằng chữ Nôm. Nhưng mà vì chữ Nôm và chữ Hán nó giống nhau, do đó trong một bài văn nó có sự pha trộn vừa Nôm vừa Hán, thành ra chúng ta có Hán Nôm, hai cái đó gắn chặt với nhau. Phải đợi tới thế kỷ thứ 17 người Pháp bắt đầu xâm, cái lực lượng quân sự của Tây Phương bắt đầu đi chiếm đất, đi chiếm đất làm thuộc địa đó, thực dân, thì lúc đó người Pháp mới dùng cái phương pháp ghi âm, ghi tiếng Latin để làm ra một cái dạng chữ cho người Việt. Thì lúc đó chúng ta có chữ quốc ngữ. Như vậy thì chữ quốc ngữ chỉ là ký tự Latin, nó ghi lại cái âm, cái tiếng của người Việt. Tiếng của người Việt vốn là tiếng Nôm. Đó. Còn hồi từ thế kỷ thứ 10 tới thế kỷ thứ 17 thì người Việt có một cái dạng chữ hình vẽ gọi là chữ Nôm. Đó, đó là hình vẽ thôi. Hình vẽ rồi mới có nghĩa. Đó. Tôi lấy thí dụ. Thí dụ bây giờ chúng ta thử lấy thí dụ Nguyễn Công Trứ sáng tác bài chữ nhà. Đó, thì vô đầu ông ta, ông Nguyễn Công Trứ dùng hai câu thị tại môn tiền náo. Đó. Nguyệt lai môn hạ nhà. Đó là những cái câu tiếng Hán. Đó là cái chữ Hán đọc bằng âm Việt, đó là Hán Việt, và nó có chữ, chữ của nó được viết như thế này. Cái này học trung học thì ai cũng biết rồi. Đó. Thị là chợ, tại là ở, có bộ thổ, môn là cửa, là hình vẽ hai cánh cửa, thị tại môn, tiền là trước, tiền, náo, náo là chữ môn, ở dưới là chữ thị, thì thị tại môn tiền náo. Thế cái này là gì? Là chữ Hán đọc theo âm Việt. Nếu mà bạn đọc theo âm Quan Thoại thì bạn không có nghe là thị tại môn tiền náo, mà bạn nghe là sư tại môn tiền náo, sư tại môn tiền náo, đâu có thị tại môn tiền náo. Đó. Bây giờ nguyệt lai môn hạ nhà, nguyệt là hình vẽ mặt trăng. Đó. Nguyệt lai là đến, chữ mộc với hai chữ nhân. Môn là cái cửa, hình vẽ hai cánh cửa. Hạ là ở dưới. Nguyệt lai môn hạ nhàn. Nhàn là ghép chữ môn với chữ nguyệt. Nguyệt lai môn hạ nhàn. Thế thì cái nghĩa của nó là thị là chợ, chợ mà ở trước cửa thì ồn ào, náo nhiệt. Nguyệt là trăng, trăng mà đến trước cửa
nhìn ra cửa mà thấy trăng ở dưới thì là chữ nhàn nhã. Cái này là cái gì? Cái này là chữ Hán. Người Hoa, bất cứ người Hoa nào trên trái đất này, vài tỷ người Hoa trên trái đất này nhìn vô đây họ đều hiểu hết. Bởi vì các con chữ này có trong kho từ chữ Hán. Nhưng họ sẽ đọc khác, họ không đọc giống chúng ta. Chúng ta đã Việt quá mấy chữ này rồi, tức là nhìn chữ nào chúng ta cũng cho nó một cái âm Việt. Thị là chợ, tại là ở, môn là cửa, tiền là trước, náo là ồn ào, náo nhiệt, nguyệt là trăng, lai là đế, lại, môn là cửa, hạ là dưới, ngàn là thảnh thơi, nhìn trăng thảnh thơi. Đó là gì? Đó là chữ Hán được gắn vào cái âm Việt. Ta gọi đây là những chữ Hán Việt. Hán Việt có, chúng ta sử dụng rất nhiều chữ Hán Việt. Ví dụ chúng ta nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam là chữ Hán Việt, Dân Chủ là Hán Việt, Cộng Hòa là Hán Việt. Chúng ta nói quốc gia, quốc gia là Hán Việt. Đó. Mà hãy ta dùng chữ Hán Việt thì ta có chữ. Mà nếu ta biết cái chữ đó, ta viết ra chữ đó thì mấy tỷ người qua họ nhìn vô họ cũng đều hiểu. Tôi lấy ví dụ, bây giờ bạn viết chữ quốc gia, viết như vậy. Bạn viết chữ này mà bạn nói nó là chữ quốc, rồi bạn viết như vậy, người Việt chúng ta gắn cho nó cái âm là gia. Vậy thì hai chữ này là hai chữ Hán, hai chữ của người Hoa, nhưng chúng ta gắn cho nó cái âm Việt. Cái này ta gắn cho nó cái âm là quốc, cái này ta gắn cho nó cái âm là gia, quốc gia. Đó. Thế thì tiếng Nôm á, quốc gia chúng ta có cái chữ, có cái tiếng. Quốc gia là nước nhà. Nước nhà là quốc gia. Như vậy thì nước nhà viết làm sao? Hồi lúc đầu á thì cái chữ nước nhà là tiếng Nôm, tiếng của người Vân Nam, không có chữ. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 10 trở đi, Hồ Quý Ly thời kỳ đó mới cho các cái nho sĩ, văn sĩ sáng tác ra và một cái dạng chữ ứng với cái âm của tiếng người phương Nam, gọi là chữ Nôm. Thì quốc gia tiếng Nôm là nước nhà, và các cụ chế chữ nước thì dùng bộ thủy để chỉ nghĩa, và dùng chữ nhược để chỉ âm nước. Nước chữ này không có trong chữ Hoa. Đó, chữ này là chữ dùng để chỉ chữ nước. Nhà, nhà thì dùng bộ thảo, ở dưới là chữ nữ với chữ khẩu, tức là chữ Như. Hai chữ này ghép lại thành chữ Như là nhắc chúng ta đọc là chữ nhà. Nhà. Vậy thì nước nhà là chữ Nôm. Nhìn vô thì giống như chữ Hán, bởi vì nó đều là một cái thể hình vẽ. Nhưng mà nước nhà thì người Hán không hiểu, bởi vì cái cách tạo chữ này là cách tạo chữ của người phương Nam, của người Việt xưa. Thành ra ta có những chữ cho cái tiếng Nôm, và những chữ đó không có trong kho từ chữ Hán. Do đó người Việt xưa trong đầu họ có cả cái kho từ chữ Hán là Hán đọc theo âm Việt, và họ còn có một cái kho từ chữ Nôm, đó là chữ đọc theo âm Nôm. Mà cái kho chữ Nôm thì người Hoa mù tịch. Bởi vì sao? Bởi vì những chữ đó không có trong cái kho từ của chữ Hán.
Cái điều này á, nước qua nữa, nước Trung Quốc thì họ gặp nhiều lắm. Ví dụ như người Quảng Đông cũng vậy, họ có những cái tiếng nói của cái người Quảng Đông mà không có trong cái kho từ chung của tiếng Hán Việt, họ phải chế ra, họ chế ra. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách chế ra như thế nào, làm sao để chế ra được chữ Nôm từ chữ Hán. Khi chúng ta biết được điều này thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó rất là sáng. Tóm lại là hồi xưa đó thì chúng ta viết bằng văn tự Hán, nhưng mà mỗi chữ Hán chúng ta đã Việt hóa nó bằng một cái âm Việt, chúng ta gọi là Việt Hán, Hán Việt. Trong cái đó thì bản thân của chúng ta có một thứ tiếng nói riêng đó. Tiếng nói riêng của chúng ta đó thì tìm ở trong kho từ chữ Hán không có chữ, không có chữ, thành ra các cái bậc lão tiền bối mới chế ra, dùng cái vật liệu, dùng các con chữ Hán mới chế ra chữ Nôm. Và chữ đó dùng riêng cho người phương Nam, và ta gọi đó là chữ Nôm, chữ Nôm. Rồi trong cái tiếng nói hàng ngày của chúng ta là trộn lộn giữa chữ Nôm và chữ Hán, thành ra chúng ta xuất hiện một cái kho chữ là Hán Nôm, tức là kho chữ Hán và kho chữ Nôm. Thành ra người Việt chúng ta khi nói chuyện thì chúng ta vừa có Hán mà vừa có Nôm. Tôi lấy thí dụ đơn giản, thí dụ đơn giản như là bây giờ chúng ta sẽ lấy hai câu thơ rất nổi tiếng của bà Huyện Thanh Quan. Thí dụ vậy, thí dụ như là nhớ nước đau lòng chim quất quất, thương nhà mỗi miệng cá da da. Đó là hai câu đối. Nhớ nước thì thương nhà, đau lòng thì mỗi miệng. Chim quất quất là loại chim quất, ở dưới là cá da da thì đó là loại cá, một cái loại chim, một loại cá. Chim đó là chim quất, cá là cá da. Như vậy thì làm sao viết cái chữ, viết hai câu này, bà Huyện Thanh Quan làm sao viết hai câu này? Thì ta sẽ phân biệt nhớ nước. Nhớ thì chúng ta sẽ lấy chữ nữ ghép với chữ khẩu là chữ như, đặt trên chữ tâm. Nhớ là cái lòng, thì cái lòng mới là nghĩa, còn cái chữ như này là chỉ âm đọc, nhắc chữ này đọc là chữ nhớ đó nha. Rồi nước thì là bộ thủy, là nước, đặt kế bên chữ nhược để chỉ âm đọc, tức là một phần chỉ nghĩa, một phần chỉ âm. Nhớ nước. Đau thì bộ nặc là chỉ nghĩa. Nặc có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh hoạn, thể gặp bộ này là bệnh hoạn. Bất cứ chữ nào mà thấy có dấu này là chữ đó thuộc về bệnh hoạn. Nhưng mà chữ đau thì mới lấy cái đau là cái dao, đó mới đặt ở đây chữ đau. Vậy thì chữ đau là chỉ âm, chữ nặc là chỉ nghĩa. Đau là này bệnh mà, bệnh mới đau. Nhớ nước đau. Lòng thì lấy chữ lòng chỉ âm, và ở dưới đặt chữ tâm. Lòng là cái tim. Nhớ nước đau lòng. Chữ chim. Chim thì lấy chữ điểu, đặt kế bên chữ bóc, chữ chim. Thì chim thì có là loài chim, hình vẽ con chim đó. Quốc, quốc là chữ Hán Việt. Khi chúng ta viết chữ quốc là vi qua khẩu nhất đó, ghép lại thành chữ quốc. Nhớ nước đau lòng con chim quốc quốc. Đây là chữ kết hợp Hán và Nôm. Trong cái câu này
nhớ nước đau lòng chim là chữ nôm, quốc quốc là chữ Hán. Tức là người Hán nhìn vô câu này thì họ chỉ thấy hiểu được chữ quốc quốc thôi, còn mấy chữ kia thì họ cũng hiểu, tách ra thì họ cũng hiểu. Ví dụ như chữ nhớ thì họ cũng thấy chữ nữ, chữ khẩu, chữ tâm, nhưng mà họ ghép nó lại để diễn cái chữ nhớ đó, thì họ không đọc được chữ này là chữ nhớ. Họ phải học như chúng ta học chữ nôm thì họ mới biết chữ này. Mà người chữ xưa, người xưa thích dùng câu đối, giống như hai bàn tay vậy đó, chúng ta đối với nhau à, nó tính đối xứng. Thành ra à, thương nhà, thương ấy, thì cũng là cái lầm, là chỉ nghĩa, nhưng mà cái âm đọc là thương thì họ mới lấy cái âm chữ thương. Và đây là chữ thương Hán Việt, đặt trên chữ tâm là Hán Việt. Hai chữ Hán Việt này ghép lại với nhau thành ra à, chữ thương là chữ nôm à, thương nhà. Nhà thì là ở trên là bộ thảo là Hán Việt, nhưng ghép với chữ nữ, chữ khẩu, nữ với khẩu ghép lại thành chữ gia. Và ở trên là chữ như nhé, ở trên là bộ thảo thì ghép này lại thành ra chữ nhà à, thương nhà. Mỗi miệng, mỗi là một cái hiện tượng bệnh hoạn, thành ra đó họ viết chữ nạch, hễ cái gì bệnh là phải có bộ nạch. Ở dưới đây họ viết chữ mễ để nhắc đọc chữ mễ, có nghĩa là một, mỗi, chữ mỗi, mỗi, mễ là mỗi, họ nhắc là chữ này đọc là chữ mỗi nè, nhưng mà nó là mỗi của cái bệnh đó. Và thương nhà mỗi miệng, miệng thì là cái khẩu, thành ra họ viết chữ khẩu, nhưng mà để chỉ âm đọc của cái miệng thì họ lấy cái chữ diện. Diện á, nếu mà tách riêng ra chữ diện thì nó là cái mặt, nhưng mà chữ diện mà ghép với chữ khẩu á, thì nó là cái miệng à. Cá thì họ lấy chữ ngư để chỉ nghĩa, và họ lấy chữ cái để chỉ âm đọc cá. Gia, gia, gia đó thì là chữ Hán, chữ Hán có chữ gia viết về, ở trên là bộ miên là mái nhà, ở dưới là chữ thỉ là con heo. Ở đây cũng vậy, gia gia lặp lại. Thì ta mới nhìn vô hai câu này thì ta mới thấy sự kết hợp rất đẹp giữa nền chữ viết tiếng Hán và chữ Hán và chữ nôm. Bạn thấy là nhớ nước à, đau à, thương nhà. Nhớ thì đối với thương, nước thì đi với chữ nhà, đau lòng thì đi với chữ mỗi miệng, chim quốc quốc thì đối với cá gia gia à, ở trên trời thì có chim, chim quốc, ở dưới nước thì có cá gia gia, quốc gia quốc gia, nước nhà nước nhà. Thành ra đối chữ Hán mà nói là quốc gia thì chữ nôm nó là nước nhà, nước là nhà chữ nôm, quốc gia là chữ Hán. Tức là bây giờ hãy có chữ Hán chúng ta có chữ nôm à. Ví dụ bây giờ ta thử vô hai câu đầu tiên truyện Kiều mấy ngàn câu của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì hồi thời Nguyễn Du, Nguyễn Du sẽ viết làm sao? Hồi lúc đó chưa có chữ quốc ngữ, chưa có chữ quốc ngữ, thành ra các cụ phải viết bằng chữ Hán và chữ nôm. Ta sẽ coi hai câu đó. Đây là truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Mấy ngàn câu viết bằng chữ Hán nôm. Sau này
khi có chữ quốc ngữ thì các cụ mới âm cái chữ quốc ngữ đó ra, tức là ghi âm cái chữ đó. Và ngày nay thì chúng ta học cái âm đó. Bản lẽ là chúng ta phải hiểu cái âm đó là cái âm của một cái chữ nào đó. Nhưng mà hầu hết ngày nay thì chúng ta không có biết chữ. Chúng ta chỉ biết cái âm Latin của nó mà thôi. Và có nhiều người còn không biết cái âm, cái tiếng, tiếng nào là tiếng Hán, tiếng nào là tiếng Nôm. Tức là tiếng Hán là có chữ Hán, người Hán họ nhìn cái chữ đó họ hiểu. Còn tiếng Nôm là chữ Nôm, người Hán nhìn vô chữ đó không hiểu. Bây giờ chúng ta thử viết hai câu mở đầu của tác phẩm Truyện Kiều mà hầu như là ai cũng nhớ. Trăm á là 100, đó là tiếng Nôm. Còn tiếng Hán Việt là chữ Bắc, thành ra chữ Nôm á mà chữ Trăm á thì lấy chữ Bắc để chỉ nghĩa, Bắc là trăm, lấy chữ Lâm ghép bởi hai chữ Mộc để Lâm là rừng, nhưng ở đây chữ Lâm là ý chỉ âm đọc là chữ này là đọc là trăm, nghĩa của nó là Bắc. Năm, năm á thì chúng ta lấy chữ Nam là chỉ âm, Nam là phương Nam đó, nhưng mà đặt kế bên chữ niên, niên á là Tết á, là năm á, thành ra trăm năm. Các bạn cứ nhớ chữ Nôm á là có một trong đó nó có hai phần, một phần là để chỉ nghĩa, một phần là để chỉ cái âm đọc của tiếng Nôm đó. Trong á thì người ta lấy bộ thủy đặt kế bên chữ trung và đọc là trong, trong. Trung là ở giữa, là thủy là bộ nước, trăm năm trong cõi thì có bộ thổ đặt kế bên chữ quý. Người á thì có chữ nhân đó. Ta đó thì lấy cái âm này nè, âm ta, âm này Hán Việt nhưng mà đọc là ta, nhưng mà ở đây ta xài nó làm chữ Nôm, thành ra trăm năm. Ta lại gần để nhìn thấy nè, trăm bách lâm, năm nam niên, trong thủy trung, cõi chữ thổ ở với chữ quý, người có chữ nhân với chữ thời, ta trăm năm, trong cõi, người, ta. Chữ, chữ thì là tự á, ở trên là chữ miên là mái nhà, ở dưới là chữ tử, tử là con trai. Chữ này là chữ tự, để mà làm lấy chữ tự làm chữ chữ thì có khi người ta viết thêm chữ tử nữa. Vậy thì chữ này là chữ Nôm, không có trong kho từ chữ Hán. Tài á viết về, tài là chữ Hán Việt, tài năng, tài năng là chữ Hán Việt. Chữ tài, chữ lặp lại. Mệnh, mệnh là chữ Hán Việt. Ở đây có chữ nhân, chữ nhất, chữ khẩu, chữ tiết, mệnh. Mệnh là cái gì? Mệnh là cái mạng, mạng là cái mà chúng ta thừa hưởng của cái kiếp người. Ví dụ giờ tôi là người da vàng, người Việt, thì cái đó là cái mạng của tôi, cố định. Mạng là cái, nó là như vậy, là như vậy. Đó, thành ra ta có vận mạng. Vận là cái sự biến động, thay đổi được. Còn mạng là cái vốn là vậy đó. Chữ tài, chữ mạng. Khéo, khéo á, thì chúng ta có chữ quyệt trên chữ cáo, khéo. Ở đây là chữ ngu nè, ở dưới là chữ khẩu. Là, ta lấy chữ là, chứ lấy chữ la đó, làm chữ là. Ghét thì có bộ tâm,
ở bên đây là chữ cát, nhau là bộ thực với chữ nhiêu. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Tiếp nữa thì là trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen với má hồng đánh ghét. Hồi thời Nguyễn Du viết tác phẩm truyện Kiều chưa có chữ quốc ngữ, vì không có chữ quốc ngữ đó, cụ dùng chữ nôm. Như tôi đã nói, chữ nôm là tương hình tương dạng với chữ Hán, nhưng mà cái các cụ chế ra cái chữ đó là lấy chất liệu chữ Hán, và nó không có trong chữ Hán, và nó là được quy ước ước lệ cho những người phương Nam dùng mà thôi. Thành ra các cụ đã có chữ để sáng tác, và chúng ta bắt đầu có những tác phẩm Hán nôm rất là đặc sắc đó, Chinh Phụ Ngâm, thơ bà Nguyễn Thanh Quan, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến đó. Chỉ khi người Pháp ở thế kỷ 17, 18, 19 họ bắt đầu họ chế ra cái chữ quốc ngữ, chữ ghi âm, thì lúc đó họ tìm cách cắt cái quan hệ giữa cái chữ ghi âm và cái gốc của chữ Hán nôm. Và ngày nay thì hầu như chúng ta chỉ xài chữ Latin mà chúng ta không hiểu được cái chữ gốc của nó. Và vì vậy thành ra chúng ta không khai thác được cái kho chữ vốn là rất khổng lồ của các lão tiền bối của dân tộc. Bởi vì sao? Bởi vì chữ ghi âm đơn âm nó chỉ có bao nhiêu chữ, chỉ có không hơn 10.000 chữ, chữ đơn âm. Ví dụ như tiếng Mỹ cũng vậy, nó có những chữ đơn âm. Thí dụ như trời mưa thì nó là rain, là đơn âm, chúng ta là mưa, mưa đó. Nếu Hán Việt là vũ, nếu bây giờ chữ vũ là mưa thì tiếng Hán Việt nó viết như thế này, nó viết như thế này nè đó. Vũ dịch ra tiếng Anh là rain, đơn âm mưa, vũ. Thế thì cái chữ rain này đâu, bạn đâu có giải thích cái nghĩa của nó được. Nhìn vô chữ rain bạn chỉ đọc được rain thôi, chứ bạn đâu có thấy ở đó là một cái bức tranh, trong khi chữ này là bức tranh. Tôi sẽ giải thích. Cái gạch mà nằm ở trên á là biểu hiện trời, trời. Còn chữ này nè, cái hình vẽ này nè là mịch. Chữ đó là chữ mịch, mịch có nghĩa là khoảng không gian mà chúng ta sống trong đó. Rồi chúng ta nhìn thấy chữ này, tôi lấy chiếc đỏ, chúng ta nhìn thấy chữ này. Chữ này là chữ thủy, thủy là nước. Vậy thì từ trên trời cao nước đổ xuống cái vùng mà chúng ta sống thì gọi là vũ, tức là mưa. Mưa. Và người xưa tiếng nôm vũ là mưa. Như vậy thì các cụ mới tìm ra chữ mi. Mi, mi viết như vậy. Tôi lấy màu đen viết như vậy, mi. Có chữ mục, mục là mắt, mi là cái lông mi. Thì cái chữ này đọc là mi, nhắc âm đọc là mờ, âm mờ. Mưa, nhắc âm đọc là mưa. Như vậy là nếu mà ta đọc chữ này là vũ, đọc chữ này là chữ mưa,
thì ta thấy đó là cái hình và nó có nghĩa. Còn nếu ta đọc chữ Latin thì ta chỉ thấy được rain, mưa, vũ. Ta chỉ đọc được cái âm của nó thôi mà ta không đọc được cái, không thấy được cái nghĩa của nó. Bởi vì nó vốn dĩ là không có nghĩa, nó chỉ có âm mà thôi. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa chữ hình vẽ và chữ Latin. Do đó người Hoa, người Hoa đó là người Tàu, cái chữ Hoa họ cũng có phiên âm, họ cũng có phiên âm, nhưng mà họ không dùng chữ phiên âm. Tại sao vậy? Là tại vì nếu họ dùng chữ phiên âm thì họ phiên âm theo tiếng gì? Thí dụ họ phiên âm theo tiếng Quan Thoại thì cái người nhìn vô cái chữ đó là người Quan Thoại đánh dần ra được cái âm Quan Thoại, nhưng mà người Quảng Đông thì đâu có biết được cái tiếng Quảng Đông đọc cái đó lên cổ chia cổ chia cổ chia, người Quảng Đông đâu có hiểu được đó. Thành ra họ nhất định không dùng chữ phiên âm mà họ dùng chữ hình vẽ để có một cái thực thể thống nhất toàn quốc. Cái chữ hình vẽ nó có rất nhiều đặc điểm đặc sắc. Chúng ta nói nó phá được cái gì? Nó phá được cái thế đồng âm dị nghĩa. Tôi sẽ trình bày đồng âm dị nghĩa một thí dụ cho bạn thấy. Lên cái điện thoại, bạn vào cái trang Hán Việt Dictionary thì bạn sẽ có cái này. Thì cái phần ô trên này nè là bạn đánh vô, đánh chữ Việt hay chữ Trung hay là chữ Nôm gì cũng được. Bây giờ tôi đánh thí dụ chữ Minh đi, M-I-M-I-N-H-Minh, tôi ưa cho thí dụ này. Thì bạn thấy chữ Minh đó, chữ Minh nó nói nó tìm được bao nhiêu chữ hình vẽ ứng với chữ Minh. Nó tìm được 19 cái kết quả, 19 cái kết quả ứng với chữ Minh. Đó, bạn thấy không? Thành ra đó, cái âm á là một tiếng, nhưng mà nó có thể có tới cả trăm chữ đọc cái âm đó. Thành ra khi chúng ta dùng cái chữ mà theo âm á thì chúng ta mất đi rất nhiều chữ. Tôi lấy ví dụ như trong cái chữ Minh, chữ Minh thì bạn viết M-I-M-I, anh hát Minh, tên bạn là Minh, ở đây có 19 kết quả, vậy thì chữ Minh bạn là Minh gì? Nếu bạn lấy chữ Nhật, mặt trời ghép với chữ Nguyệt là Minh, thì chữ Minh này có nghĩa là sáng. Nhưng nếu mà bạn đặt ghép thêm một cái bộ mảnh ở dưới nữa thì chữ Minh này là ăn thề, quỳ dưới trăng sao ăn thề. Chữ đồng minh, đồng minh đâu có nghĩa là sáng, đồng minh có nghĩa là những người bắt tay nhau quỳ dưới trăng, hoặc dưới mặt trời mặt trăng để ăn thề, đồng minh mà. Rồi bạn có chữ Minh này đó, đây là chữ Mịch, chữ Nhật, chữ Lục. Chữ Minh này lại là chữ tối tâm chứ đâu có nghĩa là sáng. Ví dụ như bạn nói là vô minh đó, là chữ Minh này, Minh này là tối tâm. Ở Minh này, ở Đài Loan có một cái ông tên là Quách Đài Minh. Vậy thì chữ Minh của ổng là chữ Minh này. Bạn nhìn vô đây là bạn thấy ở đây là bộ kim, ở đây là chữ Danh. Vậy thì chữ Minh này nè là gì? Là cái chữ mà người ta khắc trên chuông đồng đó. Chữ Minh này không có nghĩa là sáng mà nó là cái chữ khắc trên khuôn đồng. Ở Đài Loan có một cái nhà rất là nổi tiếng về vấn đề chip, tên là Cửa Thoại Mịn, là Quách Đài Minh. Thì chữ Minh đó là chữ Minh này, hay là chữ Minh này, bên đây là chữ Khẩu, bên đây là chữ Điểu. Điểu là gì? Điểu là hình vẽ con chim đó. Khẩu là cái miệng, miệng của con chim là cái mỏ.
bỏ con chim là hót, tím hót. Thì chữ minh này lại là hót. Đó. Thành ra nó có bao nhiêu chữ minh? Nếu mà tôi cắt nghĩa chữ minh thôi là bạn có tới 19 cái chữ minh. Có nghĩa là 19 cái chữ khác nhau mà được cùng đọc là minh. Còn có những chữ nó có cả trăm cái chữ cùng đọc một tiếng. Đó. Ví dụ bạn nói chữ thương, làm sao biết bạn thương nào? Thương yêu hay là bị thương hay là cây thương hay là thương trường? Đó, thành ra cái khi chúng ta dùng chữ Latin là chúng ta mất chữ. Chúng ta không có cái kho chữ phong phú như là khi chúng ta dùng chữ Hán Việt hay là Hán Nôm. Đúng không? Đó. Thành ra bạn cảm thấy tiếng Việt rất dễ. Rất dễ là tại vì cái kho chữ mà hiện nay bạn đang có nó quá ít. Đó. Bạn xài chỉ ở trong đó thôi. Đó. Bạn không nói được những vấn đề cao siêu giống như là người Hoa. Người Hoa họ chỉ có kho từ chữ Hán thôi mà họ có nền học thuật phát triển rất là lớn, rất là rộng, rất là sâu. Ngày xưa chúng ta không phải là chỉ có kho chữ Hán không, mà chúng ta ngoài cái kho chữ Hán chúng ta còn có cái kho chữ Nôm nữa. Thành ra các cụ ngày xưa cái đầu óc rất là vĩ đại, có thể hơn cả những người Hán. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái kho chữ Hán đã là lớn rồi, các cụ còn có thêm kho chữ Nôm. Vấn đề này là vấn đề dài dòng, rộng lớn. Khi nào có thời gian, có cơ hội, tôi sẽ trình bày. Câu chuyện tới đây đủ thời lượng, cũng gần một tiếng rồi. Thôi tạm dừng. Chào. Hẹn gặp lại.